Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chợ Xe. Chuyên mục giá xe ngày hôm nay xin gửi đến các bạn bảng giá xe mới nhất của mẫu xe Kia Seltos. Từ tháng 4 năm 2021, Thaco đã tăng giá bán cho Seltos lên 10 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Cụ thể, Seltos 1.4 Deluxe có giá 609 triệu đồng, Seltos 1.4 Luxury có giá 659 triệu đồng và Seltos 1.4 Premium có giá 729 triệu đồng. Theo tham khảo từ Kia Bình Triệu Thủ Đức và một số đại lý khác tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại Seltos không có bất kỳ chương trình khuyến mãi nào tại đại lý. Bên cạnh đó, nếu khách đặt mua xe sẽ phải chờ đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 mới có xe để giao. Ô tô Sài Gòn tạm tính mức giá lăn bánh cho Kia Seltos ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác như sau. Đối với phiên bản Seltos Deluxe, giá lăn bánh của xe tại các tỉnh thành khác 682.415.000. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 701.415.000 và tại Hà Nội là 713.595.000. Đối với phiên bản Seltos Luxury, giá lăn bánh của xe tại các tỉnh thành khác là 738.165.000, tại thành phố Hồ Chí Minh là 757.165.000 và tại Hà Nội là 770.345.000. Đối với phiên bản Seltos Premium, giá lăn bánh của xe tại các tỉnh thành khác là 816.215.000, tại thành phố Hồ Chí Minh là 835.215.000 và tại Hà Nội là 849.795.000. Cách tính giá lăn bánh bao gồm: phí trước bạ 10% giá niêm yết xe tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, 12% giá niêm yết xe tại Hà Nội. Phí đăng kiểm là 340.000 đồng. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho xe ô tô không kinh doanh 4 chỗ ngồi là 480.700 đồng một năm. Phí sử dụng đường bộ một năm là 1.560.000 đồng. Phí biển số 20 triệu cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và 1 triệu tại các tỉnh thành khác. Phí bảo hiểm tự nguyện bằng giá trị xe nhân tỷ lệ phí. Chọn mức tỷ lệ phí là 1,5%. Ta có phí bảo hiểm tự nguyện của phiên bản Deluxe là 9.135.000, bản Luxury là 9.885.000 và bản Premium là 10.935.000. Phiên bản Premium cao cấp nhất trang bị đèn công nghệ Full LED, trong khi hai phiên bản còn lại chỉ có bóng halogen. Bản Luxury và Premium cũng có thêm tính năng đèn tự động bật tắt và đèn LED ban ngày bắt mắt hơn. Nội thất trên bản Luxury và Premium sử dụng màu be sang trọng hơn màu đen trên bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, màn hình trên bản Premium là loại AVN 10,25 inch Apple CarPlay, lớn hơn màn hình AVN 8 inch trên bản Luxury và Deluxe. Phiên bản Premium đắt hơn từ 70 đến 100 triệu cũng sở hữu các trang bị tiện nghi đáng giá như ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông gió, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ chơi, đèn nội thất và đặc biệt là Cruise Control. Là một chút so sánh nhỏ giữa Seltos lắp ráp và hai đối thủ trong cùng phân khúc CUV hạng B là Hyundai Kona và Mazda CX-3. Tôi chọn hai mẫu xe này bởi vì Kona là mẫu xe có doanh số cao nhất trong phân khúc trước khi Seltos ra mắt và CX-3 là mẫu xe mới nổi của Mazda với giá bán rẻ nhất phân khúc. Cụ thể, giá niêm yết cho 3 phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu xe này như sau. Mazda CX-3 1.5 Premium có giá 719 triệu, Kia Seltos 1.4 Premium có giá 729 triệu và Hyundai Kona 1.6 Turbo có giá 750 triệu. Có thể thấy Kia Seltos lọt vào khoảng trống giữa CX-3 và Kona. Trong khi Seltos chỉ đắt hơn CX-3 khoảng 10 triệu đồng thì nó lại rẻ hơn Kona đến 20 triệu. Đây sẽ là một khoản tiết kiệm đáng cân nhắc dành cho khách hàng. Để giúp các bác đưa ra quyết định dễ dàng hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào những trang bị có trên từng mẫu xe. Về động cơ, CX-3 trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, khác với động cơ 1.4 tăng áp trên Seltos và động cơ 1.6 tăng áp trên Kona. CX-3 có công suất và moment xoắn lần lượt là 110 mã lực và 144 Nm, trong khi đó Seltos mạnh hơn ở mức 138 mã lực và 242 Nm. Kona hiện dẫn đầu về sức mạnh với 177 mã lực và 265 Nm. CX-3 trang bị hộp số 6 cấp tự động, khác với hộp số 7 cấp ly hợp kép trên Seltos và Kona. Về ngoại thất, cả 3 mẫu xe đều trang bị công nghệ đèn LED cho đèn pha và đèn hậu, cùng tính năng đèn pha tự động. Riêng công nghệ đèn pha thích ứng FACOS chỉ có mặt trên CX-3. Tuy nhiên, CX-3 lại thiếu đi cửa sổ chơi so với hai mẫu xe còn lại. Về nội thất, những điểm giống nhau của cả 3 mẫu xe này có thể kể đến như ghế bọc da, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động và khởi động bằng nút bấm. Ghế lái trên CX-3 chỉnh tay khác với chỉnh điện trên Seltos và Kona. Bù lại, CX-3 có thêm lạy chuyển số sau vô lăng. Tuy nhiên, màn hình trung tâm của Seltos lại ghi điểm nhờ kích thước 10,25 inch, lớn hơn hẳn màn hình 7 inch của CX-3 và 8 inch trên Kona. Cả 3 đều tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Seltos có thêm cùi gió hàng ghế sau dành cho khách hàng. Đây là điểm mà mọi người nên cân nhắc khi lựa chọn một dòng xe dành cho gia đình. Một điểm cộng nhỏ cho Hyundai Kona là sạc điện thoại không dây, vô cùng tiện ích. Nhìn chung, ở phiên bản cao cấp nhất, Seltos được trang bị nhiều tiện nghi đáng giá dành cho gia đình. Mặc dù thiếu đi sạc không dây và lạy chuyển số, nhưng nếu người dùng cảm thấy không quá cần thiết đối với những trang bị này, thì Seltos là lựa chọn hợp lý dành cho gia đình. Về an toàn,
Trang bị an toàn cơ bản trên cả 3 mẫu xe SUV hạng B đều đầy đủ, bao gồm chống bó cứng phanh, phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cruise control, khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến lùi. Tuy nhiên, nhờ gói hỗ trợ lái iActive Sense, Mazda CX-3 ghi điểm kha khá với loại trang bị an toàn đáng giá như phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tài xế mất tập trung, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, nhận diện người đi bộ và cảnh báo điểm mù. Riêng tính năng này cũng có trên Kona. Giá bán đắt hơn 20 triệu so với xe tốt cũng giúp Kona có thêm các tính năng hỗ trợ lái thú vị như hỗ trợ xuống dốc và kiểm soát apps club. Xét về thiết kế, nếu bạn là người có phong cách năng động và trẻ trung, xe tốt và Kona là một lựa chọn hợp lý. Nếu là người theo phong cách tối giản và đậm tính, CX-3 là mẫu xe không thể bỏ qua. Mặc dù có sự chênh lệch đáng kể về trang bị tiện nghi và an toàn, nhưng nhìn chung, xe tốt nằm trong tầm giá dễ tiếp cận với đầy đủ các trang bị tiện nghi phục vụ tốt cho gia đình. Trong khi đó, nếu đề cao sức mạnh thì Kona là lựa chọn tốt nhất. Và nếu quan tâm đến các tính năng an toàn thì CX-3 chính là chiếc xe của các bác. Để cập nhật giá xe và giải lăn bánh mới nhất mỗi tuần, mời các bạn nhấn đăng ký kênh Chợ Xe. Đừng quên nhấn like và subscribe, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.